Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chào mọi người. Hôm qua đến nay anh em trên hội VinFast Lux AVSA có chia sẻ rằng cập nhật cái tính năng CarPlay cho các cái dòng Lux. Thì mình cũng đã có file đây rồi, thì mình sẽ dần dần chia sẻ với mọi người từng cái bước. Thì đầu tiên là mình nên chuẩn bị một cái USB trắng 16GB. Đó, và giải nén cái bộ cài đấy ra. Cái bộ cài này nó không khác gì một cái bộ cài cho Windows hay là Android cả. Đấy, các phần mềm thôi. Nó có 13 file. Đó, nhớ nhá là USB trắng này và 16GB. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cập nhật thì cũng đơn giản thôi. Đấy, bước thứ nhất USB, bước thứ hai thì mình nhớ cắm USB vào đây. Rồi, cắm khe bên phải nhá. Đấy, cắm khe bên phải có cái biểu tượng USB này. Và trên màn hình mọi người nhìn này. Đấy. Ok. Có tự động nâng cấp tất cả các cài đặt không? Thế bây giờ mình sẽ có thôi. Có này. Checking file đây, lần đầu mình cũng nâng cấp, coi như là cũng chuột bạch luôn. Mình phải chờ thôi. Đấy, thì sau khi mà check xong này thì nó sẽ hỏi là mình có muốn cập nhật không. Ok, thế thì yes thôi. Yes. Đó, thì cái quá trình cài đặt này nó cũng không khác gì cài đặt một cái phần mềm máy tính hay mình cài một cái app cả. Thì chắc chắn là mình sẽ phải chờ trong một chút. Mình lưu ý là tất cả các câu hỏi nhá thì mình có và yes. Đó. Và sau đấy là mình chỉ ngồi chờ thôi. Mình lưu ý là tuyệt đối không được tắt máy ạ. Máy phải được nổ trong suốt quá trình mà cài đặt. Nếu không coi như sập nguồn giữa thì nó cũng không biết là đâu, nó không lưu lại, thì rất có thể là mình lại phải ra 3F, ra đại lý, rồi các kỹ thuật viên sẽ phải hỗ trợ cái phần đấy. Hy vọng là mình được sử dụng cái CarPlay. Và cái này thì mình cũng có chia sẻ một cái post ở trên Facebook buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng nhận được rất nhiều cái việc anh em quan tâm đây này. Nâng cấp CarPlay Zin đang làm dậy sóng cộng đồng VinFast Lux. Nhận được rất nhiều đây. Hy vọng chút nữa mình sẽ được trải nghiệm thật luôn. Đó, mình sẽ có dây mình cắm luôn. Đó. Mình trải nghiệm luôn cái CarPlay nhá. Hy vọng không xảy ra một cái sai sót trong cái quá trình cài đặt gì cả. Đây mọi người có thể thấy đây, tranh thủ đang trong quá trình cài đặt thì mình chờ một xíu mình chia sẻ. Xe này thì cũng mới đi được 239 km tổng km đây. Thì từ hôm mà mình lấy về xong thì ngay hôm sau là mình thực hiện lệnh giãn cách, cho nên là xe thì cứ hàng ngày chỉ đỗ một chỗ thôi. Thì một trong những cái kinh nghiệm mà nếu như mà mình đỗ xe một chỗ lâu ngày thì thực sự là ở đây thì mình ở khu vực ở dưới đất chứ không phải ở chung cư, thế mình có một cái thường thì cái ngày nào mình cũng sáng mình để nổ cho nó một chút đấy, 5-10-15 phút. À, còn nếu mà lâu lâu mới nổ, mọi người hỏi bao nhiêu lâu thì nên để nổ, thì mình nghĩ là 5-7 ngày, khoảng 1 tuần, thậm chí 10 ngày không sao. Nhưng mỗi lần để nổ thì cũng phải để nổ cho nó khoảng 30 phút nếu mà thời gian nó lâu một chút. Còn ở dưới đất này thì mình lưu ý nhất là mình cố gắng là kiểm tra cái khoang máy xem có bị chuột không. Đấy, đã khởi động lại này. Đó, waiting. Đó, đây, file checking, nó kiểm tra file trong USB. Thì mình nghĩ là trong cái quá trình cũng như cài Windows thôi, hay là cài các cái phần mềm, hoặc là kể cả Mac hay cái gì đấy, thì nó nguyên tắc chung là chắc là mình sẽ chờ nó khởi động 1-2-3 lần.
mình sẽ xem khởi động chính xác là bao nhiêu lần nhé. Mới khởi động là một lần này đó, thì nó hoàn tất quá trình cài đặt và nó sẽ về một cái trang chủ, chính là cái trang home ấy. Thì khi đấy nó mới hoàn tất và khi đấy mình mới được phép là rút USB và tắt máy đi. Đấy là cái logic của mình, thì mình sẽ thử thực tế luôn xem nó có như vậy không. Đấy. Khởi động một lần rồi ạ, để mình đếm xem khởi động bao nhiêu lần. Có thể là cái bản LAC A và SA khởi động khác nhau chăng, mình cũng không rõ được. Thế cho nên là nếu mà có thì anh em cài đặt thì anh em cũng chia sẻ thêm giúp mình. Cái link này thì để mình xem nào, cái link update này để mình xem để mình làm nào gửi cho các bạn nhỉ. Nó hơi nặng, nó khoảng 2 file nén, nó là khoảng 1.9GB và giải nén ra là nó khoảng 2.7 2.8GB gì đó. Nó tổng có 13 file. Điều hòa đều được chỉnh tăng lên rồi. Ôi, anh em ở nhà giãn cách như thế nào ạ? Có bí kíp gì để giữ gìn cái xe của mình cho nó tốt, chăm sóc cái xe mình tốt thì có thể chia sẻ một cách comment ngay bên dưới giúp mình nhé. Tất cả đều có hướng dẫn này, do not shut down này. Đó. Chắc là mình cũng chụp lại một số cái hình ảnh lại để có thể chia sẻ với mọi người. Cũng khá là nhanh, nói chung là thời gian video bao nhiêu thì thời gian cài đặt nó cũng bấy nhiêu, bởi vì mình quay theo kiểu một shot luôn. Đấy, hơn 5 phút rồi. Thì cái tốc độ nó còn phải phụ thuộc vào cái đầu đọc của xin lỗi, cái USB của mình nữa cơ. Các bạn nhớ nhé, mình nhắc lại này, trong quá trình chờ thì mình nhắc lại là cái USB của mình ấy là phải để cái format định dạng là FAT32 đó, và toàn bộ 13 file mình để ở ngoài luôn, tức là không có cái thư mục gì cả, mà USB là USB trắng mình đưa vào, sau đấy là cắm vào bên phải, còn sau đấy là tất cả mình thực hiện thao tác là có yes 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 đó, nó đơn giản. Và tuyệt đối, một trong những cái tuyệt đối là mình không được tắt máy. Kiểm tra xăng thì kiểm tra xăng. Đấy, 98. Come on, come on. Đấy, lại restart này. Đấy. Nó cũng báo. Đây là lần khởi động lại cái màn hình, restart lại màn hình. Lần thứ hai mình cũng tính luôn bao nhiêu lần để chia sẻ cho cẩn thận với mọi người. Còn nếu mà mọi người cài nó có lại một cái lần khởi động nào đấy thì có thể khác cái gì đó thì mọi người cũng có thể chia sẻ lại giúp, để anh em chúng ta không phải băn khoăn trong cái quá trình cài đặt. Khởi động lại lần thứ hai nhá. Đó. À, mình chút nữa để mình qua cái Sorento để mình lấy cái dây USB để mình cắm để mình thử luôn. Wow, khởi động hai lần rồi. Có lẽ là hai lần được chăng? Ồ, thế thì nhanh. Thế thì đâu đấy khoảng loanh quanh khoảng 10 phút thôi. Ồ, xong rồi. Ồ. Ngoài tập thể dục. Ôi. Thế thì... Đây rồi, mình đã về rồi. Lấy cái dây USB cũng lại quên mất. Chắc là xong rồi. Mọi người nhớ nhá, trước khi ấy mọi người nhớ này, phải về được cái màn hình home. Sau hai lần khởi động thì về cái màn hình home này này. Thì chúng ta mới rút USB ra. Và cái khe cắm USB để kết nối thì mình cũng cắm vào đây. Đấy, nhớ là có cái biểu tượng như này vào bên phải. Ok, mình cắm vào điện thoại. Nhận không? Nhận không? À nhận rồi, nhận nhanh thế à? Nhận rất nhanh.
Ây, nhận cắm bộp gái nhận luôn. Để mình thử lại cho mọi người nhá, xem cái tốc độ nhận của nó nào. Nào. Đấy, nhận luôn. Ơ, ngon nhở. Ơ, Google Map nè. Xoay ơi. Xoay. Ok này. Nào, bây giờ lại đang là giãn cách. Đi ra đây là từ nhà. Ái da. Spotify, chờ xíu. Điện thoại. Sờ. Ngon. Ok, để mình xem nào. À đây, nhận hết rồi. Đấy, Spotify cũng nhận luôn rồi này. Sáng bây giờ hay nghe acoustic với cả jazz đấy. Được phết nhỉ? Có gì nữa không? Để xem cái màn hình này như nào. Ố, ba màn hình luôn này. Rồi. Đẹp đấy chứ, nhưng mà đây mọi người mình có thể nhìn luôn cái giao diện màn hình này là tương đối là nét đấy. Đấy, app CarPlay này. Trời, là nhanh đúng không? Đây cái tốc độ là thật nhá. Tốc độ. Đó. Ok, mình sẽ search đi chơi kiểu này đi, xem tốc độ bàn phím này. Đi đâu bây giờ, đi đâu? Hoàn Kiếm đi. Bây giờ chỉ mong được lên phố cổ thôi. Lỗi lúc nãy là mình đang để nhầm cái wifi bắt cái này, thế nên là tốc độ nó hơi chậm. Đấy, bây giờ thì nhanh hẳn lên rồi. Đó, mọi người có thể thấy này. Đây. Nó lại cái tốc độ là do mình để cái chế độ kết nối là kết nối wifi, nó lại kết nối với cái cam hành trình. Chuyển sang 4G nó có tín hiệu, nó rất là nhanh. Đấy. Gì nữa? Không, nói chung là Apple CarPlay thì thoải mái, có Viber, có Spotify, Zoom. Nhạc. Nơi mùa thu mối tình đầu. Ngon. Đấy, thế thôi nhá, nhạc thế thôi. Nhìn chung là mình sẽ trải nghiệm thêm để xem cái sự mượt mà như thế nào, rồi chia sẻ thêm với mọi người. Nhưng mà có thể thấy rằng là cái tốc độ nhận nó rất là nhanh, và trải nghiệm ban đầu nó mượt. Và nhìn này, đấy, giao diện nó đẹp. Đấy, nó rất là sắc nét. Thì để mình một lần nữa ấy, bởi vì lúc nãy là do mình là dùng wifi nó hơi chậm, nên bây giờ mình sẽ rút ra, mình làm lại cho mọi người xem cái tốc độ kết nối và chuyển giữa các cái tính năng nó có nhanh hay không. Đó, Apple CarPlay này, chuyển tab tính năng này. Đó, rất là nhanh. Đó. Lúc nãy mình cắm chưa hết cái này. Ok. Nhìn chung là tương đối là mượt mà, gọn gàng, đẹp đẽ. Ngon rồi. Thôi bây giờ như này, mình sẽ trải nghiệm thêm sau một thời gian nữa, xem dùng ví dụ trong trời nắng nó có bị đơ hay không, rồi nó có mượt mà hay không, như thế nào, cái sự ổn định của nó như thế nào, thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm với quý vị và các bạn. Còn thôi bây giờ thì chúc các bạn là thật là an toàn trong mùa dịch, và nhớ chuẩn 5K nhé. Anh em mình sẽ cố gắng là chung tay để vượt dịch, và sẽ sớm hẹn gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.